Hôm nay sẽ bàn luận về một vấn đề là cơ hội. Người khôn ngoan là người biết tự tạo ra cơ hội. Những người vĩ đại không bao giờ phàn nàn tại sao cơ hội lại không đến với mình. Một trong những bí mật may mắn là đôi khi nó lẻn vào nhà bạn mà không hay. May mắn thường có những thói quen ngăn mạnh lại luồn qua cửa sau, lại quay lại còn hay ngụy trang dưới dạng rủi ro hay thất bại tạm thời. Ngày nay nhiều cơ hội được nhiều cơ hội đến nỗi hầu như bất cứ ai cũng có thể theo đuổi một nghề mà chỉ vài năm trước đó chưa từng ai nghe đến. Nếu bạn từng được trang bị cẩn thận bằng một sự học vấn và một sự huấn luyện phù hợp thì bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời có thể thay đổi công việc hầu như bất cứ lúc nào. Cơ hội là đều có thật chứ không phải là kết quả của sự may mắn hay tình cờ đó. Cơ hội luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng thường núp dưới bóng rủi ro thất bại tạm thời. Đó là lý do khiến cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội của mình, gục ngã hoàn toàn sau thất bại đầu tiên, không bao giờ đứng dậy được nữa. Họ không nhận ra rằng đằng sau mỗi thất bại luôn ẩn chứa một cơ hội. Nhiều người tin rằng thành công là kết quả của những bước ngoặt may mắn. Dù không thể phủ nhận sự may mắn, nhưng nếu chỉ trông chờ vào những yếu tố này thì gần như bạn sẽ luôn thất vọng. Bước ngoặt duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể dựa vào là bước ngoặt do chính họ tạo ra hoặc nắm bắt được cơ hội mà cuộc sống này mang lại. Để làm được những điều này, bạn trước hết phải cố gắng nhận ra được cơ hội của mình, đồng thời phải phân tích được những thuận lợi, thách thức mà nó mang lại, biến cơ hội thành hiện thực. Nghĩa là bạn phải sẵn lòng làm bất kỳ những công việc từ đơn giản nhất và cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải biết tận dụng cơ hội từng phút, từng giây quý báu của mình và làm phần việc được giao tốt hơn với phạm vi trách nhiệm của bạn. Những công việc lớn lao thường tiềm ẩn và bắt đầu những cơ hội nhỏ nhặt mà người can đảm, kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy. Nếu bỏ lỡ và không nhận ra cơ hội trong quá khứ thì bạn khó lòng nắm bắt được những cơ hội trong tương lai. Khi chúng ngụy trang dưới những dạng hình thức khác nhau, khi biết tận dụng những cơ hội nhỏ nhất thì những cơ hội lớn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được chúng. Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều cơ hội để vươn lên và tự khẳng định bản thân. Bạn sẽ làm gì với những cơ hội ấy? Nắm bắt và tận dụng chúng hay để chúng trôi qua một cách vô nghĩa? Cơ hội luôn nằm trong tầm tay tay của những người can đảm, kiên nhẫn, biết biến nhưng lại thành chuyện đã rồi của những kẻ hèn nhát. Thế nên hãy tìm kiếm cơ hội của mình bằng cách chịu khó suy nghĩ, lắng nghe, quan sát cuộc sống. Đó là toàn bộ những cái trong cuốn sách Không Gì Là Không Thể nói về cơ hội.